Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token có cái hiệu là BTC từ dự án Partner Coin bạn. Thì dự án này nó có chương trình airdrop cho các bạn claim free này các bạn. Và nó trong chương trình bán hàng free sale nè bạn. Thì hiện tại mình đã check qua website của nó và website của nó nè các bạn. Token này sẽ list vào ngày list sang market cap swap vào ngày 12 tháng 6 nha các bạn. Thì mình thấy website nó có ra map, có lộ trình đàng hoàng các bạn. Và token này sẽ list trên, tiếp tục sẽ list trên BHB nè các bạn. Mình thấy dự án này khá là tiềm năng các bạn. Thì mình cũng đã check qua trên tờ Twitter nó là có, trên tờ Twitter thì nó có chương trình này rất chính thức đàng hoàng các bạn. Không phải dự án fake. Thì để claim được con này thì các bạn click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn copy cái phần liên dự án không ạ. Rồi câu tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè. Các bạn copy link claim các bạn. Rồi tiếp tục các bạn qua trình duyệt đáp nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây các bạn. Thì những dán thế này thì các bạn cứ claim đi các bạn. Chờ gần Tết các bạn xả ra các bạn. Sau khi các bạn chọn vào trình duyệt đáp xong, các bạn lưu ý các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Các bạn nhấp trên đây các bạn chọn mạng BNB Smart Chain, mình nhắc lại cho các bạn đây các bạn làm lắng. Thì chương trình airdrop này 29 ngày nó đích sang và nó send vào còn 25 ngày nữa send nha các bạn. Chương trình bán free sale nó send. Thì bạn nào muốn mua free sale thì các bạn mua giờ min là 0.01 BNB các bạn. Thì các bạn nhấp vào buy token các bạn mua các bạn. Còn mình hướng dẫn các bạn claim free thì các bạn bấm vào claim airdrop nè. Các bạn sẽ tốn một chút phí mạng nha các bạn. Mình sẽ tốn là 0.0056 BNB, giá khoảng 0.3 đô ạ. Mạng BNB khá là rẻ các bạn nên mình khuyên các bạn claim các bạn. Rồi các bạn bấm chấp thuận. Sau khi mà claim nó đã về được 1 triệu token BTC này các bạn, mình nhấp vào các bạn. Mình nên mình coi chắc của nó các bạn. Hiện tại dự án này đã có 6.219 holder các bạn, tổng cung nó có 1 tỷ tóc cần các bạn. Balance sim được 1 triệu. Mình không biết giá này thế nào nhưng mình hiện tại claim giá khá là rẻ các bạn nên mình khuyên các bạn claim. Ok, như vậy mình đã, đây là con chắc của nó các bạn. Mình copy con chắc của nó các bạn. Thì con chắc mình cũng ở đây phần link mô tả đó. Mà các bạn mở cái chocolate cho mình ra lại nè. Bạn nhấp vào ba bên cùng nè. Các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi các bạn mở ra các bạn. Thì những dán thế này mang tính chất số số các bạn. Rồi các bạn nhấp ra các bạn. Mình đã nhận được 1.000 token các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token BTC. Đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.